lạy mẹ cha cung thiêu ba quy, cung giao kia về sắc vương khu này lăng chung lấp dưới cội cây vôi mái tóc xung xanh lang đã cắt đi với lời khấn nguyện, trong khi giữa thiền muôn còn vọng lại tiếng chuông buồn. Suối lệ tuôn nghe rơi theo lá rừng trồng nỉ nôn quả lại bán nhạc sâu với tiếng mõ hồi chung. Nam mô cứu khổ chí tôn, cầu xin bổ độ linh hồn thế gian, cuốn tên là Nguyễn Thị Lan, xác thân còn đó mà hồn
Giữa trưa hè ru con thơ bằng điệu nhạc loãng cuồng của miền Nam Mỹ xa xôi. Và tôi cũng đã mấy lần giữ cuộc tiễn đưa những người bạn tôi ra sân bay đi đoàn tử. Vậy mà trên tay họ vẫn còn trân trọng nâng niu cây đàn tranh xứ sở. Hai điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ. Bạn ơi, bạn sẽ là ai nếu không còn thương em? Sẽ ra sao khi xa lạ với ngôn ngữ quê hương bằng giờ trống vắng một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru. Mẹ dạy vui buồn thương ghét giữa nhân gian từ buổi sơ sinh cho tới lúc trưởng thành. Một ngọn nguồn đã khơi dậy từng câu từng điệu hát đình. Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình bạn ơi. Gian khổ hay giàu sang mỗi cuộc đời riêng tâm tư, nhưng dân chúng một mùa tuổi quê nhà. Sư sở thiên liêng bởi nhân nghĩa đậm. Bạn ơi câu hát ruôi tiếng đàn trong thổn thức, bạn quan lầm nơi đất lá trời xa. Hãy biết ơn những câu hát ầu ơ, những cung điệu quê hương mênh mông sâu. Ai nỡ lãng quên và ai còn nằm để xa cách gần mà tình mẹ lấy đành xa. Lòng rái rứt khi tiếng đàn bầu trổ
giống điệu năm. Và khi bạn nếm hương vị lạ sao, chắc cũng không ăn được cái đậm đà của xứ sở. Không thể có mùi hương cao nhàn nhịn và hơi thở Việt Nam nơi xứ lạ. Khiến cho ai kia không nhớ nổi một lầu trúng, nhưng lại rất thuộc những bài ca du nhập. Có phải chẳng vì quê hương còn nghèo nguyệt nên quay mặt đi với cung điệu quê nhà? Để tìm kiếm ở nơi xa một tình cánh đậm đà, hai ơi, nhưng chưa ấm trái tim quê mẹ thì làm sao tìm được chút tình chân thật của người ta? Cái nghèo nó buộc ta phải trông rộng nhìn xa, phải vươn tới, nhưng xin đừng phủ bạc. Mảnh áo cũ còn có ngày thay mới, còn tình nghĩa thì muôn thuở phải vun bồi. Mỗi câu hát lời ru là một dòng suối chảy ngang đời sông biển mới mênh mông. Mình phải thương cái e thẹn ngại ngùng khi con người lỡ hát sai đàn lối. Hãy hiểu cho nỗi lòng tha hương hoài vọng bằng câu hát tiếng đàn từ nguồn cội. Đã thương tình chuyện kẻ ở người đi, nhưng rất khiêm những cung điệu quê nhà nơi đất khách. Xa mặt cách lòng mình đâu nguy dám trách, nhưng buồn hay lo khi thiếu đi một tình mẹ ru hờn. Bạn nhé, bao giờ mình cũng hướng tới ngày mai, xin hãy thương mẹ và nhớ ơn những lời ru sâu lắm. Ồ, tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin nó đừng quên. Trèo non leo núi với em vui.
chẳng trở sao. Em ơi, có em là tất cả lo lắng mà chi sầu hận xa. Đừng như bướm
tình gửi em là một đời chung thủy. Không đổi giả thay lòng là trọn kiếp không quên. Đối với anh đời chỉ có mình em là vương hậu ngự trên ngai tình. Sơn Hùng con tôi đâu? Ta đã bị đuổi đi, con ta bị giữ lại. Phu nhân. Ai? Tôi là thằng khùng mỏng giỏ, liền đưa Sơn Hùng trong cửu phủ về đây. Đâu? Con tôi đâu? Mẹ ơi, con nhớ, con thương, buồn đau khổ lì, vì phải sống bờ vơ xa mẹ nữa. Một đứa con máu thịt xin càng hãy thương dùm. Sao cha lại nỡ nói lời chia ly không thương mẹ con sâu? Cha ơi, mẹ con vô tội chỉ vì nội con muốn giết mẹ con. Thôi tại mẹ mày đã cứu Tử Lan. Nhưng Tử Lan là em ruột của em, nếu em cứu mạng cũng vì tình cốt nhục, sao nó bắt tội em? Nhưng ta muốn cho cả nghiệp trọn đời phải điên loạn. Nàng đừng nói thêm lời nào nữa cả. Sơn Hùng, hãy theo cha. Khoan, cha hãy giết em đi vì mối thù ai họ. Chứ đừng bắt em phải lìa xa con trẻ dài sông. Mẹ vừa gặp con chưa kịp vui mừng, dành mối yêu ắt vừa nở nụ cười đoàn tụ, thì đôi mí dài ước đọng lệ chia ly. Sơn Kiệt cứ dẫu biết rằng phận nữ nhi phải thờ chồng chúa trọn đau, nhưng làm sao em có thể quên dòng trần tư? Chỉ còn có Tử Lan nghĩ là giọt máu sau cùng. Ly cơ, ta không buộc nàng phải quên dòng trần tư, mà ta chỉ muốn nàng hãy trả lại ta một giọt máu của dòng họ Chu
sân, xin chàng đừng bắt mẹ phải xa con. Nhưng một ngày nào nó sẽ lãng quên. Con không thể quên đâu cha. Con muốn cha hãy đem mẹ con về nơi là tình thương được đầy đủ vun trồng. Dầu tình cha có nức nở giữa can trường, cũng không thể vượt ra ngoài hoàn cảnh. Hoàn cảnh? Hoàn cảnh gì phá tan êm ấm? Hoàn cảnh gì chia mẹ cách con? Hoàn cảnh ấy là giáo là gươm, tiêu diệt cả gia đình trần tử. Trời! Mẹ! Hãy nhìn kia là gươm giáo bốn bề đang án binh bất động chờ lệnh ta đến giây phút sau. Đó là binh của cậu ta đi tìm lại sân hồng. Nếu đòi không được thì ra tay tàn sát hết, nên ta vội vàng khi ngựa đến nơi đây. Nếu để trễ vài giây thì chắc con ta cũng chết. Vì thế mà ta cần hy sinh tình yêu tha thiết để mong cứu con ta được khi sống ở trên đời. Trời ơi, thì ra chàng chỉ vì con của dòng họ mà không đau lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ lìa con. Lý cơ ơi, ta thương nàng như những ngày đầu hương lửa, nhưng nếu để mất con thì tai họa đến đây. Vậy nàng hãy thu hết kim gan mà nghe câu đoạn tuyệt. Nàng hãy chịu lìa ngay con cho nó được nghỉ sống bên cha. Bình tương sẽ lui ngay khi Sơn Hùng rời khỏi cửa nhà trần tử về cùng với dòng họ Chu Sơn. Ta hứa sẽ dùng tình thương che chở mạng nghỉ sống cho nàng. Ly cơ ơi, mười mấy năm chung sống lẽ đâu ta lại bôi xóa dễ dàng, nhưng vì hoàn cảnh nên ta với nàng phải chịu sống xa nhau. Sơn Hùng hãy theo cha. Không, Sơn Hùng con, Sơn Hùng. Chị Ly cơ. Trần Tử Lan, em đến đây để bảo chàng đi trốn khỏi bàn tay thâm độc của cậu em. Thôi, tôi đã có sẵn thanh gươm để bảo vệ thanh danh cho dòng trần tớ, và tôi cũng đào sâu giữa trái tim tôi một nắm mộ ân tình. Để vừa chôn canh bướm ma điên và tự diệt đời mình, đem tha thiết dệt thành tơ liên ái buộc yêu đương vào trong lưới rập quan khiên. Anh đài ơi, dù tôi với nàng có còn thương còn mến cũng không làm sao trả lại nhạc tình xưa. Khi đón trăng lên trong những buổi chiều tàn nơi vườn hoa lan trắng, Tử Lan những hình ảnh đẹp kia như lối về quá khứ, nó vẫn còn là hiện tại của Tử Lan. Thôi đừng nói nữa, vào tay ta âm gian của một chiều nhạt nắng có vàng đài hoa rụng trắng sân vườn. Vì tất cả đã biến tan theo trong bóng tối hải hùng, vì tình cảm đã đổi thay theo thời tiết ước mơ sông nở tôi tàn như đóa phù dung. Thở tiễn người đi có vạn lời yêu thiết thạch thủy chung, để rồi khi trở về chỉ tìm nghe lại những gì trong dĩ vãng lung. Tử Lan ơi, em biết lời yêu xưa đối với Tử Lan là một bài ca tống biệt, để đưa tiếng mộng tình vào đáy quyệt ly tâm. Nhưng
từng câu tiếng đưa là từng đường thơ tha thiết. Cuộc đời em vào sự sống chết của người yêu anh ơi. Anh đi nhớ mãi vườn lan trắng nhớ chén chung tình em tiễn đưa em rằng. Anh ra đi anh nhớ nhớ chân anh vườn lan xưa có còn bướm trắng. Anh ra đi xin nhớ lối đường quê, xin nhớ lấy lời thề có em chờ anh về. Có lẽ đã hết rồi tình hai họ. Thôi em hãy về đi để cho anh sử dụng thanh gươm. Thưa Trần Tấn, lệnh vua cho mời ngài vào triều nội nhận lại chức Nguyên Nhung. Vì Chu Sơn Kiệt hai lần thua quân giặc. Lui, ta sẽ đến ngay. Đừng hòng chi nhận chức. Thưa cử phụ. Anh đại, ta đến đây bắt buộc cháu rời khỏi dinh đường này lập tức. Không cử phụ. Anh đại, mi hãy im đi, đi không còn thời gian để dặn có thể lễ dài dòng. Hãy lập tức ra khỏi nhà Trần Tử. Nếu cãi lời ta giết cả hai. Thế nghĩa là vì giành chức Nguyên Nhung mọi thứ tình chấm dứt hết hay sao? Không có tình gì tồn tại với ta đâu. Nếu cậu quyết tâm cắt đứt mối duyên thì cháu chết với Tử Lan. Ngỗ nghịch, hãy đi ngay. Xin vinh biệt Tử Lan. Tử Lan, có trung với chúa thể quỳ mà nghe ta đọc chiêu. Chiêu rằng hai trụ đồng Chu Sơn và Trần Tử là thành trì chống đỡ nước Yên, để chọn một anh hùng giữ chức Nguyên Nhung trẫm truyền mở cuộc so gươm bên bờ sông Dịch. Trần Tử Lan và Chu Sơn Kiệt theo chiếu lệnh thi hành. Trời, giặc Tần đang ồ ạt tiên sang sông mà ở đây vua bày ra cuộc so gươm sông chết. Nên sửa soạn đến đấu trường đừng kêu gào vô ích. Ta sẽ thắng ngay là ta sẽ bại. Thắng để làm gì và bại sẽ ra sao? Tuyệt thơ này ta xin gửi lại cho người yêu để nàng hiểu rõ Tử Lan trong giờ quyết định. Cậu Tử Lan, có việc gì mỏng gió? Dạ, con canh quần tham báo của giặc Tần vừa mới sang sông, nó đã lặng lẽ bao vây cơ hoàn thành. Nguy cơ đã đến gần bên, sao cậu lại giác kim ra chi nơi đấu trường? Mi bảo rằng bao phủ cung vàng là giặc Tần đã tiến sang sông. Cánh quần tham bao của Sầm Lăng rõ ràng, tôi chắc chắn có người ngà làm phán. Ta nghi rằng do cửu phụ âm mưu. Phải, đúng rồi, chính ông chớ ai suối Sơn Kiệt phân tranh rồi phản loạn. Trời, cửu phụ làm phán, đưa giặc vào thành chỉ vì chức vị Nguyên Nhung. Hồi viên thứ hai nơi đấu trường khởi điểm. Bọn nhỏ, hãy trao thơ này cho anh đại, còn ta đến đấu trường kéo trế. Tử Lan, đừng đi cậu Tử Lan. Tử Lan, Tử Lan, Tử Lan đâu rồi? Kìa, cô Ly Cơ. Mong gió, Tử Lan đâu? Hãy cho nói giặc đã sang sông và Sơn Hùng đã biệt dạng nơi đâu. Cho cậu hung mát chi vượt thuyền bè trà đạp quê hương mà ngà ta chẳng gặp con. Trời ơi, giặc đến nơi mà con xa lìa mẹ, còn nơi kia bài của canh hùng mà cho lan đổ mau hồng. Họ chỉ vì một ngôi vị Nguyên Nhung mà gây cảnh lìa tan. Họ sẽ chia sức mạnh của Yên Châu là họ tự đào mồ. Để Xâm Lăng càng giàu tiêu diệt cả triều đình dân niên. Nhưng bây giờ tôi biết con tôi ở đâu mà làm sao tôi tìm nó được chứ. Thôi cô hãy theo tôi đi tìm Sơn Hùng ngay bây giờ. Hãy nổi hồi chiến thứ ba cho hai đối thủ tranh hùng.
Kìa, sao không ai đánh chiên? Và Tử Lan cũng giác mặt. Này, Tử Lan đã đến sau khi trói chặt kẻ đánh chiên. Vì ta không muốn có cuộc tranh hùng vô lý. Thế ra mày khiếp sợ à? Không, tôi không sợ kẻ bất tài Chu Sơn Kiệt, mà tôi sợ cho Yên Quốc sẽ tan thương. Hãy tôi gồm. Tử Lan là gái gồm thua trận. Ta tuyên cáo rằng Sơn Kiệt được cầm quyền nguyên soái nước Yên. Quân dạ, hãy theo ta tiến quân qua sông Dịch. Anh Chu Sơn Kiệt, anh vừa thắng Tử Lan. Đúng, em đến đây để mừng anh hay để khóc cho tên bất tài đã để gãy thanh gươm và đang rên thang vết thương đẫm máu? Em đến đây để nói rằng Tử Lan không thua anh, mà vì sợ cánh máu đổ tan thương, đang sẽ chia binh lực của Yên Cao vì giành quyền vị cao mà quán thù lẫn nhau. Nên trước lúc giao tranh, Tử Lan quyết định tự chuốc vùi cả danh dự anh hùng để anh kịp thời ra quân. Hay là chính Tử Lan không đủ sức giao tranh nên thảm bại giữa đấu trường, mà mi che chở cho người tình đỡ nhục nhằn vì rơi quân. Đây bức tuyệt tâm thơ mà Tử Lan đã nói rằng bèn gãy gươm anh hùng để anh đoạt thành mộng nguyên nhung. Trời, Tử Lan đã bẻ gãy gươm mà vàng để chấm dứt cuộc tương tàn, lo chống giặc Tần xâm lấn. Kia giặc Tần đang tràn đến như vũ bão cuồng phong, mà Tử Lan đã bị thương, còn anh thì đứng yên. Ông Chu Sơn Kiệt, tôi xin cho ông hay rằng Lý Cơ và Sơn Hùng bị gió ngựa của giặc Tần đạp chết. Trời, vợ con ta chết, anh đã sáng mắt chưa? Còn cửu phủ cũng bị giặc Tần giết chết sau khi đưa chúng nó vào hoàng cung. Vậy là chấm dứt con người gian ác. Tử Lan, người quá là một anh hùng, hãy điều khiển binh cơ, tôi nguyện theo bên anh sống chết. Dạ xin lỗi, ông tìm ai à? Dạ, tôi là bác sĩ trong đoàn y tế công tác Hương Thôn, đến thăm đồng bào để khám bệnh và phát thuốc. Vậy à, may quá, ở nhà có người bệnh đây, nhờ bác sĩ coi giùm. Cô ơi, cô ra cho bác sĩ ông thăm bệnh giùm đi cô. À, cô ngồi xuống đi, cô cho tôi xem mạch. Căn bệnh của cô bộc phát bao lâu rồi? Dạ, đã 1 năm rồi ông à. Nghĩa là từ khi chồng cô phụ bạc cô mà có người đàn bà khác. Vâng, nhưng không phải chồng tôi phụ bạc tôi, chàng cưới vợ gì tưởng tôi đã chết. Hả? Cô sao cô lại khóc? Cô tên gì? Liễu Hoài Tâm. Cô cô cho tôi biết, trước khi ngoại bệnh cô làm nghề gì? Làm đi. Hả? Còn chồng của cô có phải là một sinh viên từng xuất dương du học? Có phải tên là Trịnh Hoàng Tâm? Không không, ông không phải là chồng tôi. Liễu Mình. Trời ơi, vợ của tôi đây mà. Vợ của tôi đã vì tôi mà hy sinh cả một thời xuân sắc, đã vì tôi mà héo gầy tàn tạ với chứng bình nan y. Còn tôi là một thằng chồng phụ bạc nghĩa phu thế. Không, không phải anh phụ bạc mà tại em. Tại vì em muốn cho anh được hoàn toàn hạnh phúc nên đành ôm gối thủy chung. Kiếp sống thề lương
anh ơi chẳng qua vì định số kiếp tầm phải nhà tờ. Nên khối tình thơ băng sơn đã xuyên thành kiếp qua tàn. Ôi thở trời sao nở bài tham canh, cho hồn tôi thêm rối loạn. Giữa mênh mông của bổn phận kém làm chồng, lỡ làng kim cai xin thuyền cứ neo thuyền, mặc cho đã tìm em khắp nẻo Sài Gòn, từ đường phố thanh thang đến tận cùng hẻm tối. Dấu chân của anh đã dẫm nát dùng bàn cờ chờ đuổi réo gọi tên em mà nước mắt mãi tuôn trào. Anh đã đem tương tư rời nhẹ Sài Gòn vẫn quá đèn rực rỡ, mà anh tưởng chừng như cổ mộ đã vùi dập xác thân em. Anh mới đem chí nguyện phụng sự cho đời, thay thế lòng hối hận lẫn nỗi nhớ nhung. Cứ mỗi lần gần gũi với một bệnh nhân, anh thấy như xoa dịu được cho em một vết thương lòng. Làm chuyện bao đồng như vậy rồi vợ anh, chị Lễ Hằng có phiền cách gì anh không? Lễ Hằng rất vui lòng để cho anh hành động. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ cho em tự hào rằng em đã chọn lựa không sai. Nhưng anh Tâm mà, anh có biết tại vì sao mà em chạy trốn anh không? Anh biết, biết nhiều lắm. Vậy thì anh đừng làm cho em thất vọng, đừng bao giờ biến sự hy sinh của em trở thành làng mây mỏng cuối trời xa. Anh đã có vợ đẹp, học thức lẫn giàu sang, thì anh phải cố giữ lấy nàng mà đắp xây hạnh phúc, chớ đừng nên dài dốt mà đi đổi bên sang đò. Anh thì kể như là em đã chết rồi, chỉ còn con của chúng ta nếu không có điều gì cản trở. Xin anh hãy đem nó về dạy dỗ cho nó thành người hữu dụng của xã hội ngày mai. Mùa hoa hồng nở đẹp xinh, tình con nhớ mẹ hy sinh cho mình. Ai ơi hãy khéo mà nhìn, mẹ già tóc bạc như in mây trời. Mây bay về nẻo xa khơi, có ai biết mẹ di dời về đâu. Cầm tích trưởng dò đường đĩa ngục, sát sao gió lốc quay, cất tiếng kêu đau hời màu thân, con tìm mẹ suốt nẻo mẹ đã nuôi
con không này lâu khổ, thì nay con phải bôn ba tìm mẹ chốn Diêm Đài. Ngục quan ơi, mấy cửa ngục môn mà bằng tâm đã trải qua rồi, cớ sao mẹ già đâu chẳng thấy, chỉ thấy lửa hồng với những giác dầu xuôi. Tiếng tội nhân đang than khóc rên la, tiếng xiềng xích khua vang, cảnh máu đổ xương rơi của ngục A Tỳ khiến cho lòng giả bằng tăng phải nắng nề như kim châm sắc. Làm điều vô lương cái đầu, thì nay chịu ý câu ý quả báo luân hồi. Trước cảnh tương tâm giả bằng tăng thêm tan nát tới bời, ôi nước mắt của chúng sinh từ thiên giảng kỹ, sao vẫn còn mãi mãi tuôn rơi. Kinh Phạm vẫn có câu: giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, di trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Hãy mau mau trở về với nẻo đạo người. Dẫm bước trên nẻo đường tắm tối, trước điểm u minh đức kim dương đà chỉ phán, cho ngục quan đưa đường dẫn lối, để bằng tăng tìm thấy mẹ già thất hỏa giả nhớ. Chữ cù lao cúc dục thăm ân, cũng chưa đền đáp mẹ đã xa lìa quậy. Hỡi ơi xót xa thay tình mẫu tử, nghĩa sinh thầm chúa sống giả bằng ta, dốc lòng báo đáp mi thầm mong, dù muốn khổ nhọc tử sanh chi màng. Nhìn tận mặt trên bàn chống trong ngục tôi, cổ mang gông đầu lái đôi quyết bồn, một kiền liên đã tìm thấy mẫu thân, tim đau xót trước cực hình của ngồi yên tham thiền nơi Phật tử, trong khi mẫu thân thọ khổ giữa bàn trong bên lửa đó than hồng.
lòng cũng lệ thầm tuôn dòng. Phải chăng khi còn trên dương thế, mẹ chẳng bao giờ kinh Phật trong tâm, nên sau khi thắt xuống âm cung, mẹ mới thọ lãnh những cực hình khóc hài. Mấy bát cơm vừa dâng lên đã quá thành lửa mẹ cháy, con xót thương cho thân thế mẹ già. Bồ đề cầu kính siêu độ, cũng bởi tại ai thuở sanh tiền không thờ trời Pháp, còn gây thêm bao nghiệp chướng nặng nề. Phật ngàn đại đức Như Lai mở lưỡng từ bi, đệ tử nguyện trọn đời sám hối quy cho mẫu thân được tiêu trừ tội chướng. Phật pháp vô biên vô lượng vẫn hỷ xả cho người biết hướng thiên hồi tâm. Vô Lan kinh tụng niệm ngày đêm nơi quả ngục mẹ già mau giải thoát, dưới Phật đài khói hương nghi bát ngát, con thấy phiêu diêu theo những ánh hương trầm. Nam mô thanh tịnh bình thuyền dữ liệu Quan Thế Âm Như Lai Bồ Tát, xin ban cho phép nhiệm màu để mẹ già sinh cực giáng siêu thân. Mười sáu tròn trăng
ngày kiểu qua đêm về cũng nổ. Là ngày em khoác cáo hồng làm lễ chiến trong dập dồn báo hiệu buổi chia ly. Chàng chết lặng nhìn em không môi, đôi mắt xa vời dõi theo bóng người đi, nuốt nỗi căm hờn cho bờ sương. Thanh ấy xuống
chẳng quen ai ngoài người yêu của thiếp. Cho đến bây giờ tình vẫn chưa phai. Hơn 40 năm trời thế sự đảo điên, thiếp chẳng biết chàng còn hay đã mất. Kìa Tân Dương, vì sao Tân Dương lại khóc? Tân Dương là ai và nghe quen từ bao giờ? Rồi đêm đó thiếp vượt dầu đến cung son, nghe quân vương truyền lệnh tắm chọn nàng làm hoàng hậu. Trời ơi, thiếp vội kêu lên và xúc quỳ vang lời: xin thánh thượng thương tình một cung nữ già, hãy cho thiếp tần rời khỏi cung di, về cổ quán tâm người xưa canh cung. Tân Dương nói: người xưa chính là Thẩm Đất. Hoàng hậu ơi, ta vẫn thương nàng. Quân Dương, Quân Dương ơi, thiếp bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lành. Bốn bức tường cao vẫn muốn đợi sừng sững, chốn chết cuộc đời một cung nữ già. Tung trong gió lưng kim ma, về đây ta kiếm măng cừu với hận thù xưa khó quên. Quán sâu đêm thù sâu. Ôi cuộc đời, cuộc đời như những trơ tiêu, tiền bạc mua mã người, mua cả luôn nhân nghĩa. Từ nơi quá khứ xa ta vẫn tìm con lạc lòi. Con ơi, con ở đâu? Cha đi tìm con đây. Kìa, Băng Hồ Đơn Dương. Sư bà nói ai là Băng Hồ Đơn Dương? Mô Phật, người không nhìn ra tôi sao? Dẫu ngày nay tôi có già hơn xưa nhiều, và đầu tôi đang đội lớp bao nâu sòng đi nữa, tôi vẫn không tin là người có thể quên được một người đàn bà đã cùng người bao năm chăn gối. Mô Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Tăng. Đệ tử là La Bạc, làm quan trong triều Di Linh, cầu xin chư Phật chứng minh lòng sạch trong. Mô Phật, đệ tử thật chẳng biết gì, A Di Đà Phật, đệ tử cũng chẳng dám gì. Băng Hồ Đơn Dương vết thương chàng có nặng, Mô Phật nặng không bằng vết thương Băng Hồ Đơn Dương. Tại sao ai cũng gọi tôi như vậy, trong khi tôi chỉ biết tên mình là La Bạc mà thôi. Chúa thường gọi tôi với nhiều người gọi tôi, xin sư bà đừng gọi tôi như thế nữa, La Bạc tên này mới đúng tên tôi. Phật, dù đã trải qua mười mấy năm cách mặt, khuôn mặt đó hình dốc này không sao quên được. Tên tôi La Bạc, xin đừng gọi,
đừng gọi tên là Băng Hồ Đơn Dương. Không sai được, nhất là dưới cầm hiện rõ bức xuân. Dẫu dưới cái tên là Bạc La Đằng, là Tất La Tam, tôi vẫn nhận ra người là Băng Hồ Đơn Dương. Chính là người ngày xưa tôi yêu dấu mến thương, bao năm xa vắng giờ gặp nhau đây. Tôi là Băng Hồ Đơn Dương, sao người ta nói tên đó là của sư bà. Trời ơi, mới bao nhiêu chia biệt, dẫu bao nhiêu lận đận, lẽ đâu ông quên cả tên mình. Thật ra tôi không nhớ bà thật là ai. Sao người nỡ vô tâm, nói chỉ câu nói vô tình. Ngày xưa từng trải bao cay đắng, lẽ đâu mình tôi riêng chịu. Ông còn nhớ chăng tên của vợ mình? À, tôi không còn nhớ tôi thì làm sao tôi nhớ nổi người. Có lẽ vì thuốc độc đã phá hoại chàng thành loạn trí cuồng tâm. Tôi là chồng, bần ni là vợ, sư bà là vợ. Phải, mười mấy năm nay người sống yên vui trong quên làng, bần ni sầu muộn không nguôi. Nếu lãng quên là hạnh phúc của con người, thì bần ni là một người đau khổ. Xin đừng quan trách nhau, vì dù kẻ nhớ vẫn cứ nhớ không quên, còn người đã phải quên không sao nhớ được. Vì cả hai không ai là người phụ rãi, đừng nghĩ người nhớ hoài là đau khổ, thì lãng quên chỉ là thứ hạnh phúc của kẻ vô tình. Đối với tôi, lãng quên là một điều bất hạnh cho mình. Chẳng thà làm một viên đá cho cao thêm đỉnh núi, hay làm một thứ cây quang cho rừng xanh thêm rậm, vẫn còn hơn làm người quên quá khứ để lạc loài sống giữa trần ai. Muốn thương không có tình để thương, muốn khổ không có nỗi sầu để khổ. Ai đã quên ta rồi, ta cứ luôn nhớ hoài, mặc dù vui mỏ chung. Nhắc gì ta chẳng nhớ chi, ta đã quên kỷ niệm xót xa nỗi đau riêng mình. Bần ni nhắc lại chuyện ngày xưa, trong khi mình đã nguyện trọn lòng tu niệm, dù đảo quá khứ trong tiếng mõ câu kinh. Cho nên quá khứ giàu nguyên vẹn, nhưng tình xưa thì nay chỉ còn là kỷ niệm buồn. Gặp gỡ nhau đây tưởng như là trong
giấc mộng không tròn. Dẫu ngày nay người xưa không thay đổi, nhưng đạo đời hai ngã đã chấp phận. Xin đừng nói chuyện ân tình núi lại lửa, mà hãy nghĩ tới đứa con tơ lạc loài cuối cùng. Sau mười mấy năm bằng ni gọi tên con trong tiếng khóc, mỗi khi tiếng chuông chùa trỗi dòng từ bi. Hả? Mình có một đứa con. Một đứa con gái. Bằng ni đặt tên nó là Trương Hoài Dung. Sao? Con tôi tên là Trương Hoài Dung. Sau khi cha nó bị đầu độc ít lâu thì nó ra đời. Bằng ni tưởng sẽ nhờ con mà đỡ sầu đỡ khổ, không ngờ chỉ ba hôm sau thì nó bị bắt cóc trong lúc bằng ni ngủ mê. Trời ơi, tại sao người ta ác độc với cha con tôi quá vậy? Vì thúc phụ của bằng ni muốn bằng ni phải làm dâu cho nhà họ Châu để đổi lấy thanh kim xà kiếm là võ lâm chi bảo. Trời ơi, những chuyện bi thảm đó là quá khứ của tôi. Thiệt tôi không ngờ là tôi cũng có vợ có con và cũng có một dĩ vãng đau buồn. Tôi mong rằng đây là sự thật chứ đừng bao giờ còn là giấc mơ. Để ít ra tôi cũng không phải là một viên đá xanh trơ trọi trên đỉnh núi cao mờ mịt sương giăng. Mô Phật, xin người hãy gắng sức tìm con. Mi phải chết. Tôi con ơi, cha, tại sao nhà ngươi lại giết Léo La Bạc? À, băng hồ đứng người chưa gặp mặt con sao vội bỏ đi. Ôi quan gia không chịu buông tha một người suốt đời đau khổ, nếu không tương hội chắc không có giấy phút biệt ly này. Nở trần người tuổi sạch cô lụy như mẹ con chim đeo mang. Băng hồ đơn dương người đã phụ lời thề yêu tròn khi người dối gian ta đã đi rồi tha những con đây lạnh lùng trời đêm nắng đêm có ai thấu được nỗi niềm. Bà lại vào đấy? Mà bà vào đấy để làm gì? Tôi đi kiếm con tôi Tiêu Kim Yến. Sao không biết con tôi? Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua khắc lự. Trời ơi! Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui? Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù dâm quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương? Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật
bà khéo dài dỗ con khôn ngoan biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng xa lánh cảnh lầm than. Có phải ông muốn mẹ mày tôi không biết dạy dỗ con mình tìm mà kẻ thù mà cao thân? Không, tôi chỉ muốn ngợi khen bà đã khéo dạy dỗ con, bà biết tìm lẽ sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hờn dâm quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó giống tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất khi pháp, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt không sợ miệng đời nguyền rủa miệt. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh? Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi màu về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mặt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ có một lời khuyên là bà hãy về đi đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất kêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu. Ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng. Không được. Tại sao? Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương theo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà! Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này.
ông. Còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi gia nhân, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con. Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con? Tại vì nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý. Thưa tiểu thơ, bà này là... Là ai? Bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không canh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khách và phạt giam chúng 3 ngày. Tiểu thơ, đây là giả định đi ngay. Xin dân đi bà. Bà này ở lại. Tiểu thơ, bà này là... là một bà điên mà. Định của ta đi. Dân. Tại sao bà lại cười? Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Chảy dài trên những vết trùng tan thương. Còn tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình? Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan tôi. Không lẽ con gái bà là tôi mà có mặt trong đoàn quân diễn phạt kiêu hùng? Không, con gái tôi không là người mắng cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt kỳ về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến đi quê hương. Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta. Không, hãy cho tôi gặp con tôi. Hãy cho tôi gặp con tôi. Thank you.
rừng ta đời lệ nhiều như hạt mưa, mưa gió về ná cánh hoa xuân. Tiểu thơ cho phép em kéo cửa ra. Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn. Có chúa công và hoàng hậu ngự viếng tiểu thơ. Tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ. Đóng cửa thì đứt đầu à. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Con đánh đàn đó à? Tâu dân. Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Thưa chúa công, đây. Đó, hậu thấy không, mặt hoa da phấn như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng. Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu. Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một gái nữa thì thật là hay, thật dễ sở vô cùng. Có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng. Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công. Nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn vẹn, ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột. Nếu là con ruột thì ai nói làm gì, ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc. Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mõ hồi chung, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung. Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạt quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Vũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp. Sau 3 năm học đạo, con mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho con. Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Vũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con. Chúa công không tin lòng con. Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người trách sao không biến chuyện. Lòng giả nào mà chúa công nói đùa? Đùa. Hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc. Giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên cổ, thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa. Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hãy có sanh tức là có diệt, có trùng phùng thì sẽ có chia ly. Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ công cùng, con bằng lòng xa lánh đây kinh. Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi. Chúa công, ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày, nếu không đến tức là có âm mưu gây loạn. Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến. Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ. Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết, thì chúa công nên ra lệnh giết thiếp còn hơn. Chú
chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết. Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám trai lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu đem về trình lại chúa công, thì hãy trình thủ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt 3 ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn. Các khanh cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây ngay. Tâu nhanh lên. Con của hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là cầm thua. Chúa công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiếu quạnh cung son cho lạnh lẽo ngay rồng. Cho trái tim cô yêu không còn chút khi máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng Ngũ Châu dân ngang phủ vương cùng mẫu hầu. Đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước nôn. Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với khanh. Chúa công quỷ bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ, chúa công đã chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xâm. Rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò chúa công vàng tiếp trong lúc tôi đã về. Ngũ Châu, Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này trăm họ sẽ lầm than. Con nó đã chết rồi, chúa công còn giận nữa làm gì? Hãy để tiếp lo cho con một yên mở đẹp. Thì vậy, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông. Chưa không. Diệu hoàng hậu về cung. Thiền sư, dường như khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mất còn vốn sự thường,
nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng loài dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ. Chẳng may vượng mẹ bị tên, còn biết khóc với con, ráng cho con bu thật nhiều rồi mới chịu buông tay. Vì chẳng dắt muôn dân, chúa công bị bổn phận buộc ràng, sống trong thước ngọc khuôn vàng, nên chẳng còn sinh thu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc ta, oan hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng? Đông Sơn thiền sư, ta muốn thi pháp quy y. Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước? Thằng Lâm Vũ con của khanh, nó hiện ở đâu? Dạ chắc ở dưới sông. Ta muốn truyền ngôi cho nó ngày mai này. Tâu thần Lâm Vũ con của hạ thần. Khanh đừng để ta thất vọng. Không phải là vật tầm thường. Đây, tôi trả cho ông 10 nén bạc và đem phóng sanh nó đi. Dạ, đội ơn Trạng Nguyên qua. Sao ông nội, bán cá rồi thì mua đồ ăn giùm con đi chứ. Thôi, nhờ ông bà khi khác chào ông bán. Rồi, thế nữa. Thưa mẹ, bệnh mẹ chưa thuyên giảm mà ngày nhắm chức không thể dời. Vậy con mướn một gian phòng trong lữ quán vạn qua, và một số tiền mẹ ở lại tiêu pha. Con đi phó nhắm kịp ngày để cõi mang tội với quân vương, rồi đợi mùa thu sang. Hai con trở lại đây rước mẹ về sum họp, con gian mẹ yên vàng đợi chờ, và tha thứ tội con nhờ. Không săn sóc được mẫu thân, không xôn viên tối thầm. Cần tay áo mạo ơn của lĩnh
đến ơn của nguyên đường. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đừng quên mẹ, sớm chiều mỏi mắt đợi tin con. Lại mẹ, hai con lên đường. Con Bẩm Lưu đại ca, có vợ chồng một tên mướn đò mình sang sông qua Giang Châu. Li Bưu. Dạ. Mày thấy quá, lý nó có to không mày? Dạ to lắm, chắc chắn là nhiều vàng bạc nha. Vậy mày đưa chúng nó ra giữa dòng sông luôn. Dạ. Dòng trên một đạp cho nó đi chầu Hà Bá đi mày. Rồi hành lý đó không đặc biệt bằng vợ của nó. Đại ca lén nhìn kia đẹp lắm. Đâu? Trời ơi, đẹp thiệt mày ơi. Nước da trắng như nước con vô vậy mày ơi. Cái miệng cười thấy sao tao muốn cắn quá. Được rồi, tao sẽ giết chồng nó. Giật vợ nó chưa là đủ đâu. Chứ còn cái gì mới đủ mày? Dạ chẳng hồi chiều nè. Để khéo hỏi mới biết rằng thằng đó đậu trạng nguyên vua cho nhậm chức tri châu sang vào đại ca. Giết nó cúp luôn cái nhà chiếu chỉ vua ban và cấp bằng. Tao đem cấp bằng và chiếu chỉ của thánh hoàng. Tao đem tình rồi nhậm chức thế cho gia. Vợ gia tao đoạt luôn chức quyền. Nghề ăn cướp tao ăn năn tao bỏ quách. Bây giờ đổi làm quan giả thử coi. Ông bà giúp kẻ cải hôi như tao, nếu tao được vinh sang tao không quên ơn mày. Đưa nó đến nơi này nghe không? Dạ. Rồi mày làm vậy nè. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bớ người ta ai cứu giùm chồng tôi. Bớ người ta cứu giùm chồng tôi. Tôm cá xỉa thay chồng nàng, để mau đầu thai cõi khác. Thằng ăn cướp nàng vừa đến đây mà không biết ta. Ta là Lưu Hồng, cướp tổ bến Hồng Giang nè. Ta cướp nàng để làm vợ. Đừng hòng, ta quyết giữ gìn trinh tiết. Thì ta sẽ ra lệnh chặt mi ra làm hai khúc. Lý Bưu. Dạ. Thi hành. Dạ. Trăm lại ông ngàn lại ông mở lòng hà hai. Giết làm chi cô gái đã có thai rồi. Có thai rồi nha. Dạ. Ôi mà đâu có sao, ngay một con ngó mòn mắt mà. Chồng tôi ông đã giết tôi lại. Ông cho giọt máu của người được tồn sanh. Ông ơi thiêu chi qua trinh mở lòng đón ngõ. Ông thương chi canh liễu héo xào. Ông cho tôi được sống với bổn phận kẻ tôi đòi. Được rồi, chừng nào đứa bé ra đời á, ta sẽ cho nó xuống bà Thủy, cha con nó sum họp với nhau. Thằng ăn cướp tàn bạo, thà rằng ta chết. Con kiều con, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, khuyên con đừng quỷ kiếp dương trần. Số con sanh quý tử cứu dân, con phải ân Lưu Hồng Giang tặc. Mô Phật, con xin dâng lời Bồ Tát. Nín đi con. Con ơi, phải chăng con khóc cho đời con vắng số, vì thằng Lưu Hồng buộc mẹ giết con. Nhưng làm sao mẹ giết cho đành, buộc lòng mẹ thả con trên bè nước. Mẹ giái Phật trời cho con gặp được người hữu phước cứu con và nuôi dưỡng nên. Mong kẻ ấy là bậc bác ái nhân từ. Mẹ căng tay lấy mau thiệp thơ gửi gắm viết cả tên tộc của mẹ cha. Áo của mẹ mẹ đem làm ta bao bọc cho con để làm kỷ vật sau này, và cũng để ấp ủ hơi con của mẹ trong khi con mẹ chia lìa xa cách. Thank you.
con mẹ sẽ thương phụng mẫu tử đoàn viên. Mô Phật, con kính lễ thầy, tạm biệt thầy. Nào, trời ơi trời, quan chi phủ gọi mà tôi bây già cũng như nhát đói vậy. Dạ lại con nè, Linh Hâu. Dạ. À, đó. Làm quan vậy ai không ham làm, nhất hồ bà ưng vậy. Lưu đại ca. Ai ca của mày? Độ này thất nghiệp quá, xin đại ca. Ăn cướp mà cũng thất nghiệp sao mày? Hết thân chủ rồi. Ăn cướp mà cũng có thân chủ sao mày? Thân chủ là những người mình giật của đó. Để đến đây xin đại ca cho để chút đỉnh tiền bạc để sống bậy bạ cho vui. Tao quan quyền đâu có quen cướp mày. Lý bưu nè, đại ca quên rồi sao? Ồ, tao không có quen. Cùng ốc bưu, ốc mưa đừng thấy tao làm quan rồi. Thu thưa nhảy vô đây mà nhìn càng. Đại ca ăn ở như vậy thì tôi tô cao. Nghe vua mà biết thì đứt đầu gấp. Giỡn chút ít xin để đừng chấp cho có ly đâu lại không nhìn. Nè, 50 lượng vàng nè, bỏ túi xài chơi. Đừng làm vậy ông nôn. Ấy, cất đi mà. Tôi thằng không ham tiền. Đại ca làm vậy tôi không chịu à. Mà đại ca có đếm đủ 50 lượng. Trời ơi, tụi mình thuộc cái loại lương thiện mà ai ăn gian mất nhân vậy mày. Nè, rượu nè, nhậu đi. Nhậu chứ. Dạ, rượu ngon quá. Ui dạ, rượu gan tôi sao mà nó lộn tung phèo vậy cả. Ý màng, ôi máu lưu thông nghịch đường. Nhà cửa miệng nó trào rột. Kể như rầu rột, mắt hết tới đường. Chết. À, chết giới thiệu một chết. Đó, tố cáo đi. Mạng mày chỉ xứng có một ly rượu độc chứ có nhiêu mày. À, phu nhân đâu? Dạ. Coi có ai thưa kiện gì cứ xử giùm tôi ha. Để tôi đi xử tiêu của xác này mới được. Thiếp làm sao biết thử kiện? À, dễ ở chứ gì. Đứa nào mà nó biết điều đi ngã sau mình cho nó thắng kiện. À, được rồi. Để tôi đi nha. Mô Phật. Bần đạo xin bào phú khuyên cho kẻ tu hành làm phước. Được, thì đợi tôi một chút nha. Thưa bà có biết quy tơ này chăng? Ủa, xin lỗi nhà sư cho tôi xem ngón chân út. Trời ơi, quả thật đây là con của tôi rồi. Con, làm sao con biết mẹ ở đây mà con đi tìm mẹ gì nè? Thưa mẹ. Mẹ ơi, dịp khác con sẽ tỏ bài khúc chiết. Bây giờ mẹ dạy con mưu lược để giải thoát mẹ khỏi tay tình khắc máu lười hồng. Để mẫu tử mình được sống họ tương cùng. Có được biết ngoại tổ có là ông thừa tướng thừa quý quyền. Mẹ hạ tôi cho con mang dân cho ngoại kéo cũng về xác hại kẻ tham tàn. Trước khi đã thù hận xong thân sao trừ sâu một cho dân quy được nhờ. Ơi, khuya rồi đi ngủ chứ. Đang sáng mai tôi thức sớm để còn xử kiện nữa chứ. Ông ngủ trước đi. Tôi coi cái gió bà nó muốn trả bộ tôi hoài. Ở với bà gần 20 năm mà không thấy bà cười duyên một cái là tôi lấy vốn rồi nè. Ủa, tụi nào la ó hôn sòm gì không sợ bổn chức bỏ tù sao cả? Quân sĩ. Dạ. Đợi tình cướp lại cho ta. Dạ. Trời ơi, tôi rồi, ô lão hỷ rồi. Cuộc đời tôi kể chấm dứt rồi nè trời ơi. Quân sĩ. Dạ. Hãy tìm ôn kiều con gái của ta mau lên. Bẩm thừa tướng, tiểu thơ đang treo cổ tự ái. Trời. Ông Kiều con ơi, cha vừa được thơ do cháu ngoại quyền trang mang đến. Cha vội kéo quân giải thoát cho con, sao con vội quý thân vàng. Nhục nhã chi đâu mà con lánh cõi dương trần. Con phải sống đem thằng lưu hồng ra bên sông phố trước ngôi tim gan để tay cho chồng con. Chẳng
phải con chê chồng mà tắc tiếc, nhưng ngộ biên phải tùng quyền. Con xấu hổ chi mà con quyên sinh ở để rửa nhục nhằn. Hay phải nhìn con tôi đang treo lơ lửng,
Phương Tường ơi, chắc mẹ cha chết chứ làm sao mà sống được. Ngày tán giàu ra yêu hoành với đôi vợ chồng già, lòng mẹ bây giờ vừa lo sợ vừa đau đớn xót xa, sợ gặp con như những dấu vết quán kiên tuyệt vọng. Hay con lên miếu thần hoàng vĩ đi cuộc sống, Phương Tường ngồi đới chân già run rẩy dài tình. Phương Tường, đừng đau thương làm bậy nghe con. Phương Tường, Phương Tường con, Phương bà có nhà đâu mà. Phương Tường con ơi, con, Phương Tường con có đang buồn không vậy con? Con ơi, con à, con ơi, con, cha, con ngồi đây mà cha tưởng con đi đâu làm cha hết hồn. Con ra ngoài này, cha đốt đèn lên cho sáng nghe con. Đi con ra đây con. Mẹ con đâu rồi cha? Tội nghiệp, giờ này có lẽ mẹ con đã tới miếu thành hoàng rồi. Nếu không gặp con nữa thì bà sẽ đi về theo bờ sông để kiếm. Con à, con biết miếu thành hoàng không con? Dạ không. Cha mẹ về nhà không có thấy con, kiếm những chỗ quen cũng không gặp. Con hãy tưởng tượng coi, cha mẹ lo sợ tới mức độ nào. Con à, con đi đâu vậy con? Con đến biệt cung của quận chúa. Chắc là quận chúa cho gọi con đến. Dạ, quận chúa nói với con rằng... Khỏi con, cha thừa biết bọn quyền thế đó họ nói với con những gì rồi. Cho nên con mới về nhà, lặng lẽ ngồi yên trên khung cửi. Phương Tường! Dạ. Sao con không ngồi những nơi khác? Có phải con cảm thấy lưu luyến chỗ ngồi quen thuộc của con chăng? Bởi vì khi sắp sửa đi xa, người ta bỗng nghe qua lá vườn xưa thì thầm lên tiếng. Những vật vô tri giác nó cũng còn có linh hồn nữa con à. Thưa cha, con không đi đâu đâu. Con, sao con không đốt đèn lên? Có phải con sợ ánh sáng làm cho niềm tuyệt vọng của mình lộ liễu? Con, sao con không khóc vậy con? Có phải vì nỗi đau buồn đã cùng cực, cho nên nước mắt chỉ chảy vào chứ không thể tiết ra? Con à, Phương Tường, con làm cha sợ lắm nghe con. Cha đã nói đúng tâm sự và ý nghĩ của con. Cha hãy quở rầy con nữa đi. Cha hãy nặng lời, cha hãy to tiếng, để cho con cảm thấy mình đang được sống dưới mái gia đình, hưởng câu phụ tử thâm tình, cho lòng bớt bơ vơ những lời dịu ngọt của cha, làm cho con thấy khác xưa. Bởi con quá dại khờ nên làm khổ lụy sống thân. Cha có niềm vui không tả khi gặp con ở tại nhà, thì đâu có lý do nào cha nặng tiếng cùng con thơ. Cha, thân con đầy tội lỗi không đáng sống trên đời. Phương Tường,
Cha, cha buồn lắm. Cha phải hạ mình mà nói với con rằng nếu con chết thì cha cũng không còn tiếc sống ở trên cõi đời này nữa. Cha ơi, con ơi, con đâu biết mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi sao ông không để con Phượng Tường nó đi bán thai ông. Cha mới đáp lại rằng con gái của tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu khôn ngoan rùm mít lòng người quen biết. Chứ cha dám đâu thu thiệt rằng vợ chồng mình gặp cảnh cha già con muộn. Chẳng thà mình dầm mơ dại nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân hồng. Rồi mai kia con chẳng gối theo chồng nơi xứ lạ quê người, biết con gái của mình có được hạnh phúc hay không. Thế nên trong những ngày kề cận sống thân, cha mẹ muốn gánh gồng tất cả nỗi gian lao để cho con được sung sướng phần nào trong thời còn son giá. Mà cha mẹ biết dương dòng lao lý nên con muốn chết để tạ tội với sông thân. Tôi thường ngày sinh một trai thì người ta coi như có, mà 10 đứa con gái thì họ kể bằng không. Còn cha mẹ đây chỉ có một cây một trái, thì dầu cho con là gái cha mẹ cũng quý con hơn ngọc hơn. Con ơi, con có nghe tiếng hát trong những buổi trưa nồng, mời đừng gả con xa chim kêu vườn hô biết nhà má ở đâu. Đồ con thấy chưa, con người ta có chồng còn không muốn theo chồng xa xứ. Còn con tại sao con đòi tự tư để cho cha mẹ già phải sống chịu hoành hiu. Cha, cha, cha ơi, con đã nghe kịp những lời dạy dỗ của cha khiến cho con càng thêm hổ thẹn. Ơn nghĩa dưỡng sinh như sông dài biển rộng, con chưa một ngày báo bổ nghĩa trọng tình thâm. Thì nay có ly đâu con mang tội bất hiếu để che già quằn quại khóc măng non. Con xin cha già hãy yên tâm, trong lòng kẻ thơ không còn dương mang ý chết. Bởi vì đời con là lá biếc, là hoa tươi đang băng níu cành già. Cây đã trúc dòng giữa sông, cho lá nọ thêm xanh, cho hoa kia vô sắc nõn nà. Phương Tường à, con đừng dối gạt cha mẹ nghe con. Thưa cha, con đâu dám.
mừng vui hơn là bắt được bạc vàng châu báu. Con nở nụ cười cha mẹ chi xiết hân hoan. Con bò ngủ bên ngăn cha mẹ nghe gan bào ruột tắc. Mẹ con phải lo chạy thuốc thang chân không mén đất. Cha phải bỏ hàng không đi họp chợ phiên. Nói lại con nghe không phải cha muốn kể công lao sanh thành quảng dương, mà để cho con thông cảm được nỗi vui mừng của bậc làm cha mẹ. Khi xem con là lẽ sống chỉ vì con mà vượt bao điều cay đắng gian truân.